Đấy, báo cáo các bác là hôm nay thì em cũng chia sẻ các bác là cái clip đôi chim cu em đang bón đấy. Thì cái dòng này thì nó là tông chim âm bộ to, thì em muốn chia sẻ với các bác là nó cũng rất là công phu và chim thì rất là mã ngỗng phấn hồng rồi. Thì các bác thấy đấy là một đôi lông đầu vẫn còn bông 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 đấy. Thì đây em bắt một con ra để em quay cho các bác xem, bắt một con ra, một trong hai con ra đấy. Thì các bác thấy là đây là dòng chim mà chúng ta dành cho những bác nào mà cần cái tông chim âm tốt và bộ to đấy. Tất nhiên là nó là mã ngỗng phấn hồng rồi đấy. Con này là con chim của nó là con chim bố Phú Thọ và con chim mẹ là âm thổ đấy. Nên là tông của nó là đều là tâm âm thổ và thổ đặc luôn ấy. Đấy thì đây là một đôi thì mình đang vừa bón và cũng đây các bạn thấy mỏ nó dính cám này, vừa tập cho nó ăn dần. Thì với cái clip này thì mình để cho các bác về là có thể là ngừng bón thì nó sẽ tập ăn hoặc là các bạn có thể bón tiếp. Thì cái clip này là mình đặt tên là clip ở mùng 6 tháng 10 đó, và mình sẽ để giá công khai là 700.000 đồng. Mình lưu ý là sẽ khuyến khích các bác muốn nuôi sinh sản hoặc các bác muốn nuôi chim khách đó. Đây là những cái tông chim bộ to quý hiếm và độ thuần chim rất là cao đấy, chim rất là mượt mà bóng nhẫy, chim rất là khỏe mạnh, trong tình trạng rất là khỏe mạnh. Em quay clip này hiện giờ là đang là 4 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 10 và em cũng chia sẻ cho các bác là đôi này là em đặt tên là mùng 6 tháng 10 luôn đấy. Thì các bác yên tâm là khi mà em ra cái video thì em cũng muốn hướng đến những cái đối tượng các bác, các khách hàng mong muốn là nuôi chim như thế nào. Những con chim này là con chim tông tốt, giống tốt, bố Phú Thọ, bộ rất to, phải nói là bộ rất to luôn. Đây là giai đoạn này là vừa mới khép lông nhưng nó đã đạt đến mức độ là cầm rất là to rồi. Đó. Đây các bạn thấy chân rất là dài luôn này. Đấy. Giống chim là chân nó dài, bao giờ người nó cũng dài, nó trườm bắp chuối đó. Đấy, các bác nhìn này, con chim thì nó rất là thuần đấy, cực kỳ thuần luôn đấy, chim rất là dài, mỏ dài đấy, dài không thì các bạn cảm nhận, các bạn sẽ thấy mình nói vào cái hình ảnh cụ thể. Thì số điện thoại của mình là 0335305982. Đấy, bạn nào mà đang xem là đăng ký kênh thì kênh của mình là gần như bán hàng theo video, bán theo hàng ngày thì cũng xuống một cái đợt bón được một ít thì cũng có những cái đôi để giao lưu cho các bác. Đó. Giao lưu cho các bác làm sao mà các bác nhiều khi là ngoài thiên nhiên thì bây giờ bắt được những cái đôi chim thì mình chả biết tông giống ra làm sao cả. Đấy, nhưng mà những cái đôi này thì em cam kết cho các bác là một đực một cái và chim là âm thổ đặc. Đó. Và chim này là chim thuần em đang bón dở và các bạn có thể kế tiếp cái công việc bón và các bạn có thể là nó có thể tập mổ được rồi. Thì hy vọng rằng cái clip này sẽ mang đến những cái thông tin tương đối nó rõ ràng để cho các bác, đặc biệt là các bác cao tuổi, đặc biệt là anh em, những 42.000 lượt đăng ký trên kênh YouTube thì các bác có thể là theo dõi. Với những cặp đôi đấy, thì em sẽ tối nay em sẽ lên sóng tương đối là cụ thể về những cặp đôi chim nó theo tông, theo giọng và theo số đấy. Thì hy vọng rằng các bạn xem xong cái video này thì các bạn nhớ là tối nay em sẽ ra thêm 2-3 video nữa, và đặc biệt là nó có mã số của từng video. Bạn nào có đi chợ lang thang trên mạng đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay, đâu đó các bạn sẽ tìm được một cái đôi chim mà các bạn sẽ thích đó. Thì cuối video em xin chúc các bác có được những chú chim ưng ý và sẽ có được niềm vui từ những chú chim đó. Và hãy nhớ là đăng ký ủng hộ đồng chí Thao tại Ba Vì gây dựng mô hình trang trại cũng như là phát trên kênh để cho mọi anh em các bác cũng như là anh em có thể là được cùng cái đam mê, cùng cái thú chơi chim cu gáy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau 2 tiếng nữa.
Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối thật là ngon miệng. Đấy, báo cáo các bác là hôm nay thì em cũng chia sẻ các bác là cái clip đôi chim cu